xử lý xe ô tô nhập khẩu có cài đặt định vị và hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thời gian qua, theo phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên thị trường Việt Nam có xuất hiện một số chủng loại xe ô tô nhập khẩu có gắn thiết bị định vị vệ sinh, GPS, có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường, Navigator. Sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, có bản đồ hình lưỡi bò, đường chính đoạn. Đặc biệt tại hội chợ triển lãm ô tô Việt Nam 2019, Việt Nam Motor Show, diễn ra từ ngày 23 tháng 10 năm 2019 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Hãng xe Von Huyền đã trưng bày chiếc xe ô tô Von Huyền Tourer nhập khẩu có bản đồ đường lưỡi bò. Qua kiểm tra rà soát lô hàng nhập khẩu nêu trên được biết, đây là một trong hai chiếc xe ô tô con 4 cửa, 5 chỗ ngồi hiệu Von Huyền Tourer, CR745J và CR746J, do công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô thế giới thuê từ đối tác Oagen Group Import Company Limited, Trung Quốc. Căn cứ công văn số 2971/SCT-QLXN ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, công ty đã làm thủ tục tạm nhập lô hàng trên để tham gia hội chợ triển lãm tại tờ khai hải quan số 102/G13 ngày 1 tháng 10 năm 2019. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Chi cục Hải quan CK cảng SGKV1 đã tiếp nhận và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thuộc tờ khai hải quan nêu trên. Qua kiểm tra thực tế hàng hóa xác định hàng nhập khẩu đúng model, ký mã hiệu, số khung, số máy, công chức hải quan không khởi động xe, do xe mới, chưa có nhiên liệu, không kiểm tra hệ thống định vị của xe. Căn cứ hợp đồng mua bán sản phẩm thương hiệu Von Huyền số 01/HDTDL/VKA-VVK ngày 1 tháng 1 năm 2016 ký giữa công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô thế giới và công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô VV Đức Việt Nam, có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký. Ngày 18 tháng 10 năm 2019, trách nhiệm hữu hạn ô tô thế giới đã bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô VV Đức Việt Nam chiếc xe Von Huyền Tourer CR745J và được công ty vận tải Tín Nghĩa vận chuyển đến để tham dự Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Ngày 23 tháng 10 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô VV Đức Việt Nam đã đưa xe ô tô Von Huyền Tourer CR745J đến Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn để tham dự Triển lãm ô tô Việt Nam 2019. Tại hội chợ, vào lúc 16 giờ 0 phút ngày 27 tháng 10 năm 2019, công ty đã phát hiện sự việc bản đồ định vị trên xe ô tô Von Huyền Tourer CR745J có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Ngay sau đó, công ty đã tắt chức năng định vị và đưa xe ô tô về kho của công ty tại khu công nghiệp Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 10 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô thế giới có công văn số 312, thị xã 2019 đề nghị được tái xuất chiếc xe ô tô nêu trên. Tuy nhiên chưa được Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Biện pháp xử lý của Tổng cục Hải quan. Trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành và căn cứ luật xuất bản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật xuất bản, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý như sau. 1. Chỉ đạo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xử lý đối với chiếc xe ô tô Von Huyền Tourer CR745J như sau. Hành vi nhập khẩu ô tô có thiết bị định vị vệ tinh, GPS, có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường, Navigator, sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, hành vi do công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô thế giới thực hiện. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng theo điểm A khoản 4 điều 28 Nghị định 159/2013, NĐ-CP, hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện. Hành vi tự ý thay đổi nguyên trạng hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tự ý can thiệp tắt chức năng định vị, gỡ bỏ bản đồ ứng dụng có hình lưỡi bò. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo điểm D khoản 1 điều 11 Nghị định số 127/2013, NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 điều 1 Nghị định số 45/2016, NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Hành vi trưng bày ô tô có thiết bị định vị vệ tinh, GPS, có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường, Navigator, sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, hành vi do công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô VV Đức Việt Nam thực hiện. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng theo điểm B khoản 1 điều 20 Nghị định 159/2013, NĐ-CP, hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện. Áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chiếc ô tô theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 20 và điểm A khoản 5 điều 28 Nghị định 159/2013, NĐ-CP dẫn trên. 2.
chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra thực tế các lô hàng xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó lưu ý kiểm tra thiết bị định vị vệ tinh, GPS, có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường, Navigator. Trường hợp phát hiện thiết bị có gắn có chứa nội dung, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xuyên tạc lịch sử thì tạm dừng thông quan và xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 28 Nghị định 159/2013, NĐ-CP. 3. Tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải khi kiểm tra nhà nước về chất lượng xe ô tô phải kiểm tra thiết bị định vị vệ tinh, GPS, gắn trong xe. Nếu có vi phạm về bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp xe ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng theo quy định của Chính phủ thì cơ quan hải quan kiểm tra thực tế các lô hàng xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó lưu ý kiểm tra thiết bị định vị vệ tinh, GPS. Có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường, Navigator. Trường hợp phát hiện thiết bị có gắn có chứa nội dung, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xuyên tạc lịch sử thì tạm dừng thông quan và xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 28 Nghị định 159/2013, NĐ-CP. Đồng thời kiến nghị Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo quy định của pháp luật đối với đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm đã để xảy ra việc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô VV Đúc Việt Nam đưa hàng hóa có đường lưỡi bò ra trưng bày, triển lãm vi phạm quy định tại Luật Thương mại năm 2005 và Nghị định số 185/2013/NĐ-CP. Phóng viên